Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, Triều Tiên đã thử thành công trong phòng thí nghiệm việc đưa tên lửa mang đầu đạn hạt nhân trở lại bầu khí quyển trái đất và Triều Tiên sẽ sớm tiếp tục tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong thời gian tới nhằm tăng cường khả năng tấn công hạt nhân của nước này. Tuyên bố trên được ông Kim Jong-un đưa ra khi tham gia giám sát tại phòng thí nghiệm một vụ thử công nghệ nói trên mà Bình Nhưỡng tuyên bố là đã thành công. Phản ứng sau tuyên bố trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul không tin rằng Triều Tiên có đủ khả năng chế tạo đầu đạn hạt nhân gắn vào tên lửa, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt ngay các chương trình hạt nhân của mình. Trong khi đó, Nhật Bản nhận định tuyên bố của chính quyền Bình Nhưỡng là động thái khiêu khích, vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và làm gia tăng căng thẳng tại khu vực. Hồi cuối tuần trước, Triều Tiên đã phóng hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn và cho biết đây là một phần của cuộc thử nghiệm tấn công hạt nhân. Bình Nhưỡng còn tuyên bố đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, giới chuyên gia quốc tế tỏ ra hoài nghi đối với tuyên bố này. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng kể từ khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6 tháng 1 và thử tên lửa tầm xa hồi tháng 2. Hôm 2 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết mới gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Quan hệ liên Triều cũng đã bị đóng băng khi hai bên hủy toàn bộ các thỏa thuận liên Triều về hợp tác kinh tế cũng như đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesŏng.